Thailand's Kunlavut stuns badminton Singapore's world champion Loh Kean Yew in SEA Games final. He is also the three-time world junior champion and German Open 2022 champion. Follow us on YouTube at Point of View 89 playlists, badminton news and reviews. To kickstart your entertainment journey into this exciting realm of badminton. Subscribe, like and share this channel with your like-minded badminton friends. And be sure to click the bell to get timely badminton news and reviews. Thank you and happy watching. Kunlavut Vitidsarn, simply known as Vew, born May 11, 2001, is a Thai badminton player. He was three times world junior champion, winning in 2017, 2018 and 2019. Vitidsarn became the first men's singles player to win three world junior championships title, joining Ratchanak Intanon and Chen Qingchen as a three-time winner of the world junior title in the same discipline. He claimed the gold medal at the Asian Junior Championships in 2019, where he previously won a silver in 2018 and bronze in 2017. Vitidsarn participated at the 2018 Summer Youth Olympics and was part of the Team Omega took the silver medal in the mixed team event. He was named the 2020/2021 NE Chung Most Promising Player. Singapore's badminton world champion Loh Kean Yew had to settle for silver after being stunned in the men's final at the SEA Games by Thailand's rising star Kunlavut Vitidsarn on Sunday. The 21-year-old Kunlavut won gold with a 21-13, 21-13 victory in the Vietnamese capital Hanoi on the last day of competition at the regional games. Kunlavut won all the 9 matches played the month of May 2022 to prove his consistency. Những pha cứu cầu ấn tượng của Singapore. Thank you.
những pha di chuyển khắp mặt sân của cả hai tay vợt. Mất khá nhiều điểm từ những tình huống như vậy. Vitidsarn vẫn đang thi đấu đầy khó chịu. Chúng ta có thể thấy những pha di chuyển của
những pha điều cầu rất thanh thoát của tay vợt người Thái Lan. Rất ấn tượng tại SEA Games 31 này. Kết đơn nam. Và cứu cầu rất hay. Nỗ lực rất nhiều. Nếu như không muốn hy vọng đổi màu huy chương tan thành mây khói. Những pha cứu cầu rất ấn tượng của tay vợt Thái Lan. Cầu ngoài sân. Loh Kean Yew đã không còn
dám nhảy đập ở những pha điều sâu như vừa rồi của Vitidsarn nữa. Những cú trả cầu của Vitidsarn là rất nguy hiểm. Một lối chơi điềm đạm nhưng rất chắc chắn. Những pha cứu cầu quá ấn tượng của tay vợt Thái Lan. Ở SEA Games 31 này, Kỳ diệu nào đó xảy ra thì mới giúp cho Loh Kean Yew có thể đuổi kịp được Vitidsarn. Tình huống vừa rồi, và như vậy phần thắng đã thuộc về tay vợt của Thái Lan ở trận chung kết đơn nam. Một kết quả bất ngờ trước khi trận đấu này diễn ra. Tuy nhiên với thực tế ở trên sân thì Vitidsarn hoàn toàn xứng đáng với tấm huy chương vàng đơn nam bộ môn cầu lông SEA Games 31. We have come to the end of this video. Thank you for watching. Making video is time consuming and hard work. Kindly click the subscribe button and click the like button so as to encourage us to make the videos you like. Thank you and have a good day.